Hôm nay là chiều chủ nhật, mình đã rảnh quá, mình không có gì làm, mình đi thả diều các bạn. Mình thả diều với thằng em mình đây nè. Đó. Đó, chiều chủ nhật ở Mỹ ít ai đi thả diều không các bạn. Đó, mình thả diều mới mua diều cho nó. Đó, diều các bạn, diều Mỹ á. Chiều đi thể diện ở Mỹ nhớ lại tuổi thơ các bạn. Hồi mình bàn thằng này là lớp 9, lớp 10, học 9 tuổi, 10 tuổi vậy là mình đã thể diện rồi. Đó. Thể diện cũng có kinh nghiệm các bạn, thể diện bây giờ đã qua chạy nữa bạn. Sau khi mất vài con diều thì ra kinh nghiệm là thể diện không cần chạy nữa bạn. Chỉ đứng giật sợi dây là ngược gió là diều nó sẽ lên các bạn. Ok, nhớ bấm like và subscribe, chia sẻ các bạn. Ok, bye bye.